Chào các bạn, đây là một cái video minh họa biên dịch một cái file, một cái app giao diện được viết bởi PyPT6. Thì file main này được chúng ta kiểm tra biên dịch ngay trên cái IDLE của Python. Ở đây tôi đang sử dụng Python phiên bản 3.10.5 và cái file code main này đang mở với cái IDLE kèm theo. Đây là file main minh họa cho cái app giao diện với PyPT6 chúng ta. Thì chúng ta sẽ minh họa là sẽ có một cái cửa sổ với cái tiêu đề ở đây là thực hành viết app với PyPT6. Chúng ta cùng chạy run biên dịch cái file main này. Sau khi biên dịch, chúng ta thấy đây là cửa sổ của cái app. Chúng ta thử một cái số chức năng của app này. Chúng ta đến với cái tab là đồ thị hàm số chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử cái đồ thị của hàm bậc 3 y bằng ax lập cộng bx bình cộng cx cộng d. Thì a bằng 1, b bằng 3 và C bằng 2. A bằng 1, B bằng âm 3, C bằng 2 và D bằng 0. Thì đây là cái code LaTeX. Ta click vào xuất code thì sẽ có cái đoạn code mã code LaTeX hiện ra. Ở đây chúng ta có chức năng là biên dịch PDF LaTeX. Thì khi chúng ta thực hiện cái nút lệnh này thì sẽ chạy cái chương trình Command Prompt là cái chương trình biên dịch LaTeX chúng ta đã cài đặt trên máy tính. Thì đây là kết quả sau khi biên dịch sẽ mở cái file biên dịch PDF với trình mở file PDF mặc định. Chúng ta thử cái hàm bậc 2. Đây là kết quả hàm bậc 2 của ta. Chúng ta thử tiếp một chức năng nữa trong test cái bảng biến thiên này. Ví dụ chúng ta lập bảng biến thiên của hàm bậc 3. A bằng 1, B bằng 3, C bằng 0, D bằng 0. Thì đây là bảng biến thiên chúng ta kiểm tra cái kết quả. Thì đây là bảng biến thiên xuất hiện. Như vậy đây là một cái app giao diện được viết bởi PyPT6. Thì cốt nguồn của app này chúng ta có thể tìm thấy trong một số nhóm chia sẻ về Python. Như vậy đây là cái minh họa một cái app được viết với PyPT6. Thì chức năng của PyPT6 là tạo ra giao diện cho chúng ta. Thì cốt nguồn này tôi tìm được, đây là cái cốt nguồn và các bạn có thể tìm kiếm trên các nguồn chia sẻ về Python. Thì cái quan trọng của chúng ta ở đây nữa là khi chúng ta đã tạo ra được giao diện rồi thì chúng ta phải có các hàm để giải quyết các bài toán mà cái giao diện, cái nút lệnh chúng ta hướng tới. Ví dụ để xuất code LaTeX cho bảng biến thiên của hàm bậc 3 thì chúng ta phải biết được cái hàm mà cho đầu vào là các hệ số ABCD của hàm bậc 3 này và trả về cái mã LaTeX. Thì cái mã LaTeX đó sẽ hiển thị trên cái khung code của giao diện chúng ta. Do đó chúng ta có thể tìm hiểu về PyPT6 từ những cái giao diện đơn giản. Là thông qua cái lập trình giao diện chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về lập trình giải toán. Chẳng hạn là bây giờ tôi sẽ minh họa một cái app đơn giản mà có thể giải được bài toán câu số 50 trong đề minh họa 2024. Rồi chúng ta cùng theo dõi. Bây giờ tôi sẽ minh họa một cái app được viết với PyPT6, một cái chương trình đơn giản là có một giao diện
Ở đây hiện tại là giao diện này đang đưa ra cái menu giải cái bài toán câu 50 của đề minh họa 2024. Chúng ta sẽ chạy từ cái file main của giao diện và chúng ta biên dịch sẽ ra cửa sổ này. Rồi tại cái menu bài toán 1 này, chúng ta đến với cái chức năng là giải bài toán. Thì trong cửa sổ giải bài toán hiện ra, chúng ta nhập các giả thiết theo yêu cầu của đề bài. Sau khi nhập các hệ số, các giả thiết tọa độ điểm A, phương trình mặt phẳng P, phương trình mặt phẳng Q và độ dài được sinh R, chúng ta click vào tạo và giải bài toán. Thì mã code của bài toán, đây là mã code logic của bài toán. Chúng ta có thể ghi nó vào một file. Chúng ta ghi nó vào một file. Chúng ta chọn một file text nào đó, chúng ta ghi vào. Kết quả biên dịch file LaTeX, chúng ta sẽ được kết quả file PDF này. Thì đây là câu số 50 đề minh họa 2024. Thì từ đó chúng ta có thể sử dụng F để tạo ra nhiều câu tương tự với câu số 50 này. Chúng ta chỉ cần thay đổi tọa độ điểm A, thay đổi các hệ số của phương trình P, phương trình Q và cái độ dài đường sinh L này. Bây giờ tôi thay đổi cái độ dài đường sinh L này. Tôi thay đổi số 3 này bằng căn bậc 2 chẳng hạn. Chúng ta lấy căn bậc 2 của 10. Chúng ta được bài toán thay đổi độ dài đường sinh bây giờ là căn bậc 2 của 10. Và đây là kết quả cho bài toán. Ở đây tôi đã thay đổi cái độ dài được sinh, bây giờ là số 2. Vậy chương trình sẽ giúp chúng ta là phát hiện cái lỗi đề bài không hợp lý, đó là độ dài được sinh bé hơn đường cao. Bây giờ tôi lại thay đổi cái hệ số của phương trình mặt phẳng P. Nhưng mà chúng ta thay đổi giả thiết phương trình mặt phẳng P thì với giả thiết này đề bài cũng sẽ chương trình cũng sẽ phát hiện ra cái lỗi ở đây là hai mặt phẳng P và Q không vuông góc với nhau. Thì với bài toán này giả thiết phải đảm bảo là hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau. Như vậy đây là một chức năng trong cái giao diện này. Chúng ta giải bài với các giả thiết các điểm A, mặt phẳng P, mặt phẳng Q và độ dài đường sinh cụ thể. Chúng ta cũng thể tạo ra n bài toán tương tự. Chúng ta chỉ cần nhập cái số n và sẽ trả về là n bài toán cho chúng ta. Như vậy, đây là một cái app giao diện đơn giản. Chúng ta vừa thực hành viết giao diện và vừa thực hành tạo ra các hàm giải toán. Video này là chúng ta minh họa về chức năng của nó. Thì video chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi.